Nếu em cho bánh mì, em cho rằng bánh mì là nó là cần thiết thì xôi, phở, bún bò cũng là cũng thức ăn mà. Nó là thức ăn mà cần thiết, tại sao người ta lại không không cho? Vâng, thưa các bạn, dư luận đã xôn xao lên cái clip mà anh Trần Văn Em đã bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra xử lý vi phạm vì cho rằng ra đường khi không cần thiết. Và lý do ra đường là đã mua bánh mì, nhưng cán bộ kiểm soát chốt chặn không đồng tình vì cho rằng mua bánh mì không phải là lương thực thiết yếu. Thì clip này lan truyền nhanh trên mạng xã hội và khiến người dân rất bức xúc với hàng loạt ngàn lượt chia sẻ. Với vị lời cán bộ phường có nhiều cái chi tiết và nhiều cái câu từ rất là phản cảm. Vâng, thưa các bạn, thì sau khi sự việc xảy ra buổi tối thì anh đã được giám đốc thông báo là cho nghỉ việc và khi nào có việc thì kêu đi làm tiếp, và anh bị nghỉ việc nhưng mà trong khi xung quanh thì những cái người làm chung công trình thì vẫn làm việc bình thường. Công việc chính của anh này là công nhân hàn nhôm nên là lương một ngày khoảng 200 ngàn với lại 70 ngàn chi phí xăng xe. Sau khi bị nghỉ việc thì có lẽ là sẽ rất là khó khăn trong cái mùa dịch này. Là nhà thầu đang làm ở ngoài Chăm Ba. Dạ đúng rồi, nhưng mà đúng bây không? Giờ em không có chứng minh làm sao mà em đi vô đó em làm. À rồi, rồi về Chăm Ba, mai cho mày nghỉ luôn á. Mai cho mày nghỉ luôn á. Eco 3 đúng không? Rồi cho mày nghỉ luôn á. Em không có cái tờ giấy đó làm sao em làm. Ừ. Bây giờ cho em xin lại. Ở ngày mai em còn đi làm nữa. Các anh không, các anh thì nghỉ cho các anh. Còn bây giờ tôi sao tôi đi làm nữa. Không có tiền đâu tôi ăn. Không có tiền đâu tôi ăn. Cho mọi người mới đi ra. Hiểu quay dở lên vậy. Hiểu như vậy. Nhưng mà giờ tiền đâu tôi ăn. Tiền đâu tôi uống. Đó. Cho anh thấy gì vậy? Thất đố. Nhưng mà em không có biết. Sao mình không biết? Nhưng mà em lo đi làm cho em đâu có để ý về cái tin tức đâu mà em biết. Với lại ai nói cho em đâu. Tôi đi làm, tôi chính tôi đi làm mà mấy ông thách thách đối với tôi hả? Bà ra, đừng giỡn mặt nha. Bây giờ cho em xin lại em đi về. Đừng giỡn mặt nha. Đừng giỡn mặt cái tôi nghe. Rồi, nghe ra. Đem xe lên cho tôi, tạm giữ. Chú ý trường hợp này là tạm giữ. Đừng có láo nháo. Lão bắt luôn. Lão bắt luôn. Vâng, thưa các bạn, và cũng ngay trong cái buổi tối ngày hôm qua thì trước cái sự việc trên thì lãnh đạo thành phố Nha Trang cũng đã cho thôi nhiệm vụ trưởng ban phòng chống dịch Covid-19 tại phường Vĩnh Hòa và đang xem xét kỷ luật phó chủ tịch phường nói bánh mì không phải là lương thực. Lý do xem xét kỷ luật là vì có thái độ không đúng mực với người dân khi đang thi hành nhiệm vụ. Và cũng thật may mắn là sau cái vụ bánh mì này thì Khánh Hòa cũng đã ra hướng dẫn khá là chi tiết về mặt hàng thiết yếu.